Vâng, em chào các anh. Em lên bù cho một bác khách đấy con máy xay sinh tố nhé. Ở đây là có hai con, hôm trước là bên em có quay một con máy trắng, một con máy hồng này. Đấy, mà cái con máy cam vẫn còn, cả hai con bán đồng giá 300k. Đấy, nhưng mà cái con bên kia thì bác khách bác cần ấy đến cửa hàng bác cần ấy rồi, nhưng mà anh Đức nhà mình không không nhớ, anh ấy lại nhận của khách. Đấy, thì anh nhận tiền rồi thì bây giờ em quay bù cho anh một con máy khác lên để anh lấy nhé. Một anh có thể lấy cái con máy hồng hôm trước quay. Đấy. Con này hôm trước nhà em test rồi, còn con này thì là một con máy màu trắng nhá, Juicer Mixer là tên của hãng. Đấy, máy nội địa nhập điện 100V, anh lưu ý đừng được cắm điện nhé. Đấy, con này thì em thử điện cho anh, con này thì nó sẽ hơn cái con này đời nó sẽ cao hơn bọn này nhá, bọn này chỉ có một nút này, anh thấy không? Con này nó có ba nút, đấy. Thì những đời ba nút lúc nào nó cũng sẽ là đời cao hơn cái đời một nút kia, đấy. Thì những cái đời này thì là nó sẽ có nút quay xay nhả như này, xay nhả như này nha, xay nhả như này để là khi mà mình cần mình có thể là xay từng tí một, xay cua xay tiếp các thứ gì đấy cho đây xay từng tí một như này là ok này, hoặc là có chế độ rảnh tay để ấn này quay liên tục luôn. Đấy, đấy là khi nào cần tắt rồi đấy. Đấy, cái đây là tiếng nhả nha, cái đời này sẽ cao hơn các cái đời mà chỉ một nút nhé. Đây. Bình thì còn cho nước vào vẫn không bị ấy nhá, gioăng còn tốt nhé, không bị rỉ nước ra đây. Anh thấy không? Để từ nãy giờ rồi. Nếu nó rỉ nó rỉ ngay rồi. Nhưng không nhé. Đấy. Đấy nha. Vẫn xay bình thường nhá. Đấy, cối với cả ấy vẫn khớp nhau bình thường. Đấy chưa? Đấy thì anh lấy con này thì là giá của nó 350 đấy, nhưng mà thôi thì con kia lấy như thế rồi thì đấy, thì là bên em vẫn sẽ để cái giá kia cho anh, vẫn là để 300 đấy. Anh lấy thì anh báo cho cửa hàng nhà em, còn nếu không lấy sang con bên cạnh thì con hồng đây hôm đấy quay ấy, thì là tùy nhá, thì anh lấy con nào thì anh báo cho cửa hàng nhé. Xin chào anh, xin lại gặp lại anh ở những video tiếp theo bên em. À đây, con này thì test lại một tí cho anh nhá. Cái này khi mà em phải biết thì anh lấy con máy nào thì anh lấy nhá. Đấy, giá đồng giá 300k. Ok. Xin chào các anh, xin chào anh và xin lại gặp lại anh ở những cái video tiếp theo bên này.